Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta đến với tuần 2, bài số 3, Gieo ngày mới, khởi động, chia sẻ ngày mới của mỗi người trong gia đình em bắt đầu như thế nào? Câu trả lời như sau. Ngày mới của mỗi người trong gia đình em, bố dậy sớm ra thăm vườn, sau đó ngồi đọc báo. Mẹ nấu đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa. Em chuẩn bị quần áo và soạn sách để đi học. Chúng ta đến phần khám phá và luyện tập. Phần đọc 1. Đọc bài thơ Gieo ngày mới. Sáng sớm dắt trâu ra đồng, cha mong kịp ngày gieo hạt. Mẹ bắc gầu tát bên sông, đợi gặt mùa vàng ấm áp. Từng nét phấn trên bục giảng gieo thành bao ước mơ xanh, chồi non mỗi ngày vươn lớn. Cô gieo hoa trái ngọt lành, heo may gió mùa trở lạnh. Bà gom từng giọt nắng hồng, dệt làm chiếc khăn thật ấm, cháu quàng qua suốt ngày đông. Bầu trời gieo mưa rồi nào, cho gió hong những đám mây, cho cả trời sao lấp lánh. Đêm 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 du ngủ giấc ngủ say, em biết thương bà thương mẹ, yêu cô yêu cả bầu trời. Em sẽ gieo ngày mới giòn tan bằng một chuỗi cười. Gầu vật thường làm bằng tre nứa, dùng để tát hoặc múc nước. Heo may những cơn gió nhẹ kèm theo chút se lạnh thường xuất hiện vào cuối thu. Chúng ta cùng trả lời 4 câu hỏi trong vòng ở trong ô khoanh tròn này như sau. Một, ngày mới của mỗi người bắt đầu bằng việc gì? Cha, mẹ, cô giáo, bà. Hai, mỗi hình ảnh dưới đây gợi ra điều gì? Mùa vàng ấm áp, chồi non vươn lớn, ước mơ xanh, hoa trái ngọt lành. Ba, em thích hình ảnh nào trong khổ thơ? Bốn, vì sao? Bốn, cách gieo ngày mới của bạn nhỏ có gì đặc biệt? Vì sao? Chúng ta đến với 4 câu trả lời này như sau. Câu 1, câu trả lời cha dắt trâu ra đồng, mẹ bắc gầu tát nước ở bên sông, cô giáo đang dạy học trên bục giảng, bà ngồi dệt khăn. Câu số 2, câu trả lời như sau. Mùa vàng ấm áp, những cánh đồng lúa được mùa sau những ngày lao động vất vả của cha mẹ. Ước mơ xanh, những ước mơ, những khát khao, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn của lũ học trò. Chồi non vươn lớn, sự trưởng thành và phát triển không ngừng sau những ngày học tập và giảng dạy. Hoa trái ngọt lành, thành quả tốt đẹp của cô trò sau những năm tháng nỗ lực. Câu 3, câu trả lời như sau. Em thích nhất hình ảnh em biết thương bà thương mẹ, yêu cô yêu cả bầu trời, vì qua hình ảnh này chúng ta có thể gửi gắm tình cảm đến những người thân yêu, những người đã miệt mài ngày đêm chăm sóc dạy dỗ chúng ta nên người, luôn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất mà không quản khó khăn vất vả. Câu số 4, câu trả lời như sau. Cách gieo ngày mới của bạn nhỏ đặc biệt là vì bạn nhỏ không gieo những thứ to lớn, cao sang mà chỉ muốn gieo ngày mới bằng những tiếng cười thân thuộc. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng cười của những người thân yêu. Học thuộc lòng ba khổ thơ em thích.
Chúng ta đến phần 2. Đọc mở rộng, sinh hoạt, câu lạc bộ, đọc sách, chủ điểm, tuổi nhỏ, làm việc nhỏ. A. Tìm đọc một chuyện viết về thiếu nhi làm rất tốt, đi tìm việc nốt cũng không. Các em nhỏ và cụ già, thiếu nhi sáng tạo, cậu bé thông minh, gọi bưởi, thiếu nhi chăm ngoan, ông chẳng thả diều, cô giáo tí hon. B. Ghép những ý tưởng hoặc chi tiết quan trọng vào nhật ký đọc sách, tên truyện, tên nhân vật, tình huống, cách giải quyết. C. Cùng các bạn chia sẻ đọc truyện đã đọc, nhật ký đọc sách, tình cảm, suy nghĩ hoặc cảm ứng và cách ứng xử của em nếu gặp tình huống tương tự. Tình huống của nhân vật trong truyện. Chúng ta đến với câu trả lời của phần đọc mở rộng là như sau. A. Câu trả lời như sau. A. Học sinh tìm đọc một số chuyện đã gợi ý như đi tìm việc tốt, các em nhỏ và cụ già, cậu bé thông minh, gọi bưởi. B. Tham khảo chuyện người ăn xin, nhân vật ông lão ăn xin và cậu bé, tình huống ông lão đói rét trong một ngày trời lạnh, nhưng trong người cậu bé không có một số nào để có thể giúp đỡ ông. Cách giải quyết, cậu bé đã nắm lấy bàn tay ông và xin lỗi vì cậu bé không có đồng nào trong người. C. Chuyện đã đọc, người ăn xin, nhật ký đọc sách, nhân vật, tình huống, cách giải quyết, tình cảm, suy nghĩ hoặc cách ứng xử của em nếu gặp tình huống tương tự, tình huống của nhân vật trong truyện. Em cảm thấy xót thương cho ông lão vì tuổi đã cao, nhưng không có quan cảnh bên cạnh, trời lạnh sẽ lại không có đồ ăn. Em cũng sẽ giống cậu bé đến an ủi ông lão và xin lỗi ông vì đã không mang tiền. Nếu ngày mai ông vẫn ở đây, sẽ mang qua biểu ông chút đồ ăn. Chúng ta đến với phần luyện từ và câu. Danh từ chung, danh từ riêng, một xếp từ in đậm trong các câu ca dao sau vào nhóm thích hợp. A. Sâu nhất là sông Bạch Đằng, ba lần giặc Tín, ba lần giặc Tang. Cao nhất là núi Lam Sơn, có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra. D. Bình Định có núi Vọng Phu, có Đàm Thị Nại, có Hồ Lao Xanh. C. Ai về Quảng Ngãi quê ta, mía ngon, đường ngọt, trắng ngà dễ ăn. Tên người, tên sông, núi, đầm, tên tỉnh. Câu số 2. Xếp các từ sau vào hai nhóm. A. Nhóm từ là tên gọi của một sự vật cụ thể. B. Nhóm từ là tên gọi chung của một sự vật. Người Bình Định, người Bình Định, Lê Lợi, đầm, Bạch Đằng, núi, Thị Nại, Quảng Ngãi, Lam Sơn, sông, tỉnh, Vọng Phu. Câu 3. Nhận xét cách viết các từ thuộc nhóm ở bài tập 2. Danh từ chung là tên của một vài sự vật. Danh từ riêng là tên của một sự vật. Danh từ riêng được viết hoa. Câu 4. Tìm 2 đến 3 danh từ riêng cho một nhóm dưới đây. Tên nhà văn hoặc nhà thơ, tên sông hoặc núi, tên tỉnh hoặc thành phố. 5. Viết 3, 4 câu giới thiệu về quê hương em, trong đó có sử dụng danh từ riêng. Chúng ta cùng nhau trả lời lần lượt các câu hỏi ở phần luyện từ và câu. Câu 1. Câu trả lời như sau. Câu A. Tên người Lê Lợi, tên sông núi Đầm, Bạch Đằng, Lam Sơn. B. Vọng Phu, Thị Nại, Bình Định, tên tỉnh Bình Định.
C. Quảng Ngãi. Câu 2, câu trả lời như sau. A. Nhóm từ là tên gọi của một cảnh vật cụ thể: Bình Định, Lê Lợi, Bạch Đằng, Thị Nại, Quảng Ngãi, Lam Sơn, Vọng Phu. B. Nhóm từ là tên gọi chung của một loài sinh vật: Người, núi, sông, tỉnh, đầm. Câu 3, câu trả lời như sau. Đối với các từ thuộc nhóm tên gọi một sự vật được viết hoa những chữ cái đầu. Đối với các từ thuộc nhóm tên gọi chung của một loại sự vật viết thường, ghi nhớ danh từ chung là tên của một loại sự vật, danh từ riêng là tên riêng của một loại sự vật, danh từ riêng được viết hoa. Câu 4, câu trả lời như sau. Tên nhà văn hoặc nhà thơ, tên sông núi hoặc núi, tên tỉnh hoặc thành phố: Xuân Diệu, Tô Hữu, Nam Cao. Tên sông Mê Công, sông Hương, Bà Đen. Tên tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội. Câu 5, câu trả lời như sau. Thành phố Đà Lạt chính là quê hương của em. Nơi đây có những cánh rừng sậm thông xanh bạt ngàn, những vườn hoa rực rỡ sắc màu, những vườn dâu tây ngọt lịm. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là bầu không khí trong lành, dễ chịu và bình yên của nơi đây. Đi đâu em cũng nhớ vẻ tự hào về quê hương yêu dấu này của mình. Chúng ta đến với mục viết, viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn kể chuyện. Một, đọc hai đoạn văn dưới đây và cho biết. Từ ngày còn bé, qua giọng kể ấm áp của bà, em đã rất thích câu chuyện Tích Chu. Câu 2, ngày còn bé, tối nào bà cũng kể chuyện cho em nghe. Qua giọng kể ấm áp của bà, câu chuyện nào cũng thật hấp dẫn, nhưng em vẫn thích câu chuyện Tích Chu hơn cả. A. Đoạn văn nào giới thiệu ngay câu chuyện chọn trẻ? B. Đoạn văn nào dẫn vào câu chuyện từ một vấn đề liên quan? Câu 2, đọc hai đoạn văn dưới đây và cho biết. Được uống nước suối tiên, bà trở lại thành người. Tích Chu mừng rỡ ôm lấy bà. Từ đấy Tích Chu luôn ở bên cạnh bà. Chu luôn ở bên cạnh bà và hết lòng yêu thương chăm sóc bà. Hai, câu chuyện bà kể đã lâu, nhưng hình ảnh cậu bé Tích Chu băng rừng lội suối tìm nước suối tiên đem về cho bà uống vẫn còn đọng lại trong tâm trí em như một lời nhắc nhở về tình yêu thả. A. Đoạn văn nào nêu kết thúc của câu chuyện? B. Đoạn văn nào bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của người viết sau khi kể chuyện? Mở bài, kết bài trong bài văn kể chuyện đã đọc, đã nghe có thể được viết theo một trong hai cách. Mở bài trực tiếp giới thiệu câu chuyện, tên câu chuyện, tên nhân vật, thời gian, địa điểm diễn ra. Mở bài gián tiếp nêu một vấn đề có liên quan để dẫn vào câu chuyện. Kết bài không mở rộng nêu kết thúc của câu chuyện. Kết bài mở rộng bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của người kể sau khi nêu kết thúc câu chuyện. Câu 3, viết đoạn mở bài trực tiếp vào kết ở đoạn kết bài mở rộng cho bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe, nói về lòng trung thực hoặc lòng nhân hậu. Vận dụng trao đổi em sẽ làm gì để bắt đầu ngày mới có ý nghĩa? Tập thể dục, tưới cây. Chúng ta đến với câu trả lời của phần viết như sau. Câu trả lời A. Đoạn văn giới thiệu câu chuyện chọn kể là đoạn văn 1. B. Đoạn văn dẫn vào câu chuyện từ một vấn đề có liên quan là đoạn văn 2.
Câu số 2. Câu trả lời như sau. Đoạn văn nêu kết thúc của câu chuyện là đoạn văn 1. Đoạn văn bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của người viết sau khi kể chuyện lại đoạn văn 2. Ghi nhớ, mở bài, kết bài trong bài văn kể chuyện. Đã đọc, đã nghe, có thể được viết theo một trong hai cách. Mở bài trực tiếp, giới thiệu câu chuyện, tên câu chuyện, nhân vật, thời gian, địa điểm diễn ra. Mở bài gián tiếp, nêu một vấn đề có liên quan vào câu chuyện. Kết bài không mở rộng, nêu kết thúc của câu chuyện. Kết bài mở rộng, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của người kể sau khi nêu kết thúc câu chuyện. Câu 3, câu trả lời như sau. Đoạn mở bài trực tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho bài văn kể lại câu chuyện người ăn xin. Đoạn mở bài trực tiếp, lòng trung thực và lòng nhân hậu của một trong những phẩm chất đáng quý của con người. Và câu chuyện về người ăn xin đã dặn dạy và thể hiện rõ những phẩm chất đó. Đoạn kết bài mở rộng lòng tốt không phải là sự ban phát bố thí mà được tạo nên sự bằng sự chân thành giản dị của đồng cảm yêu thương. Cho nên chúng ta những người trẻ khi cuộc sống mới thực sự bắt đầu, khó khăn sẽ thật nhiều, nhưng người trân trọng những người bên cạnh ta, an ủi động viên ta, biết đón nhận những điều đó làm động lực để sống có ý nghĩa và vươn lên thành công. Vận dụng câu trả lời như sau. Để bắt đầu một ngày mới có ý nghĩa, em sẽ tập thể dục, cùng mẹ làm bữa sáng, cùng em trai đi học. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh nhé.